Là chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta là cái tiết sang chủ đề mới này, sang hôm nay là chúng ta là bài số 3 nhé. Lớp chúng ta hôm nay là học tương đối nhanh đấy. Thì cái sang bài 3 này chúng ta học sang cái chủ đề mới là chúng ta học sang kiểu dữ liệu list nhé. Thì cái đây là một trong những cái bài chính, những cái phần dữ liệu, phần kiến thức chính của Python trong chương trình lớp 10 đấy. Kiểu dữ liệu là list. Mà trong sách giáo khoa thì người Việt Nam chúng ta tạm thời dịch nên dịch là kiểu dữ liệu, chúng ta gọi là danh sách nhé. Sách. Rồi, thế thì list đây là cái gì? Rồi, bây chúng ta bắt đầu làm quen với kiểu dữ liệu list, thì list nó là kiểu dữ liệu, nó là kiểu dữ liệu danh sách hay là ở trong Pascal chúng ta vẫn gọi là mảng ấy. Nó là một thôi. Mà tất nhiên là cái khái niệm mảng nó còn có ý nghĩa nữa ở trong khoa học máy tính, là nó có ý nghĩa khác. Nhưng mà cái kiểu dữ liệu mảng ở trong trong Pascal và C thì tương ứng với nó ở trong Python, nó là kiểu dữ liệu list. Được chưa? Rồi, cái gì kiểu dữ liệu list và mảng hay là mảng ấy, ở trong Pascal thì nó kiểu dữ liệu list ở trong Python thì nó tương đương với kiểu dữ liệu mảng ở trong Pascal. Tuy nhiên hai cái đó nó có cái sự khác biệt rất lớn, để chúng ta làm quen ngay với kiểu dữ liệu list nhé. Và với bắt đầu với làm việc với list rồi thì có rất nhiều bài tập. Hôm nay là tất cả các bài tập chính của chương trình tin học, cả bài tập bình thường, bài tập nâng cao lẫn bài tập thi sinh giỏi thì hầu hết sẽ nằm ở trong cái liên quan đến list. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với kiểu dữ liệu list nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ học cách chúng ta khai báo một cái list, chúng ta đã biết rồi, chắc là tôi nói rất nhiều lần ở nhiều nơi rồi, mà ta cho nhắc lại là kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu ở trong Python, là chúng ta không cần khai báo trước mà chúng ta cứ thấy chúng ta đặt đặt từ án thôi và mô tả một cái list cho trước, thì nó cũng giống như là cái mô tả một cái mảng ở trong Python, ở trong Pascal. Chỉ có cái điều khác biệt là cái kiểu dữ liệu mảng ở trong Python chúng ta phải khai báo trước và có độ dài cố định, còn ở trong Python thì không nha. Ví dụ tôi lấy nha, tôi khai báo một cái mảng cũng có phần tử là 1 này, 3 này, 10 này, 0 này, trừ 1. Đây là cái đây nôm na đây chính là một cái dãy các cái số nguyên nha. Thì cách viết này nó giống giống Pascal, mà chúng ta enter thì nhưng mà chúng ta tạo ra được một cái biến dữ liệu A là thuộc kiểu dữ liệu list. Chúng ta kiểm tra, tôi bấm A nhé, thì nó là chỉ là cái dãy đây, và chúng ta dùng lệnh file mà để kiểm tra xem A nó thuộc loại dữ liệu gì. Thì các bạn thấy nó hiện ra là nó chỉ là kiểu dữ liệu list, nhưng mà list chính là tên của cái lớp dữ liệu mà tất cả các cái danh sách ấy, các cái đối tượng danh sách của chúng ta đấy, hay là dữ liệu cho, hay là nôm na dùng từ ngắn chính là đối tượng mảng. Khi mà tôi nói ở trên lớp này thì tôi sẽ thường xuyên nói lẫn lộn giữa cái từ danh sách này, cái từ mảng này, cái từ list này. Khi ta hiểu nó là nhưng vẫn là như nhau. Một điểm chú ý nữa là đây tôi nói thêm một chút, tức là khi tôi nói trong các cái trong chương trình hay là trong khi tôi nói thì chúng ta chú ý là ở trong Python thì người ta gọi nó là có kiểu dữ liệu tức là list. Ở trong Pascal hay là C thì nó có kiểu dữ liệu là mảng, đúng không? Array. Array hay nó là mảng. Còn ở trong Python thì tên chính của nó, tên dịch theo nghĩa đen của nó cũng chính là cái từ danh sách. Nhưng mà tuy nhiên thì cái từ sách này cũng được thôi, cũng đúng thôi, nhưng mà vì nó chính là array ở trong Pascal, cho nên nhiều khi tôi vẫn dùng từ mảng để mô tả, hay là nhiều khi chúng tôi dùng từ dãy, hay là nếu mà cái phần tử của list nó là số thì thay dùng từ từ dãy dãy số hay là dãy. Còn ở trong array trong Pascal là mảng thì nó cũng thể dùng từ dãy. Vâng, được chưa? Đó. Như vậy là cái khái niệm list này và khái niệm array là ở trong nó gần như là tương đương, tức là mỗi một ngôn ngữ nó có sự khác biệt. Ở đây nó thêm một chút nữa là như vậy là ở trong Python tôi có thể dùng từ mảng, không sao cả.
trong một cái bảng A thì chính là tôi vừa nói, trong một cái dãy A, trong một cái danh sách các cái học sinh trong lớp vân thì nó là chính là cái mô hình dữ liệu list ở trong Python. Tuy nhiên kiểu mô hình dữ liệu list trong Python nó rất là khác biệt về mặt cấu trúc của nó, khác biệt so với cái mô hình kiểu dữ liệu array ở trong Pascal và C. Đấy, là chú ý nhé. Tuy nhiên, tôi nói thêm một chút nữa là ở trong khoa học máy tính ấy, ở trong khoa học máy tính như là một cái môn học như là một cái môn học gọi là khoa học thực sự thì nó có những khái niệm này, nó có khái niệm là mảng. Đấy, nó có cái kiểu mảng. Thì cái mảng này này, cái mảng này là nó chỉ là cấu trúc dữ liệu thôi và nó không liên quan gì đến cái array này nhá. Đây là cái bên bên phải tôi mới nói này, chính là cái phần là về kiến thức trừu tượng của khoa máy tính, thì nó có cái từ mảng. Đấy. Và nó có cái từ là nó có một cái nó có một kiểu dữ liệu là kiểu 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 dữ liệu là danh sách hay là danh sách liên kết. Là chú ý nhé. Như vậy là ở trong khoa máy tính ý, thì cái danh sách liên kết này là nó khác hẳn với cái danh sách này nhé. Chúng ta chú ý cái này là cái hai cái này là nó hoàn toàn là nó khác nhau. Cái mảng này này nó cũng khác so với cái mảng bên này, nhưng vậy cái này nó cũng khác nhau. Như vậy là đối với khoa học máy tính ý, thì cái khái niệm mảng ở trong khoa học máy tính ý, nó không đồng nhất với cái list kia, nó không 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 đồng nhất lắm với cái từ array này ở trong Pascal. Tuy nhiên cái từ mảng ở trong khoa học máy tính thì tiếng Anh của nó vẫn từ array, nhưng cái từ array cho nên nó có thể là trùng khớp với cái array này của Pascal hơn. Còn danh sách liên kết này này là cái từ tiếng Anh của nó là cái từ là link list, thì nó lại hoàn toàn không, link list này là nó hoàn toàn khác biệt với cái list của Python. Đấy, chúng ta chú ý đừng đừng lẫn nhé. Nói trước như vậy để chúng ta thấy là năm nay thì chúng ta chưa học đến những khái niệm này. Những khái niệm này sẽ học ở trong lớp 11, nhưng mà tuy nhiên là khi sau 11 rồi chúng ta hiểu, chúng ta sang năm ấy, thì chúng ta đã thạo, coi như chúng ta đã thạo về 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 Python rồi, chúng ta đã thạo về list rồi, thì khi đó chúng ta sẽ học khái niệm mảng ở trong khoa máy tính ấy. Đấy, được, khái niệm là liên kết thì chúng ta đừng nhầm lẫn với khái niệm là list ở trong Python, chúng ta chú ý nhé. Đây là cho thêm một chút thôi, còn hiện tại chúng ta cái phần này chúng ta chưa học đến, chúng ta chưa biết gì thì chúng ta cứ làm quen với. Nhưng mà tôi hiện nay tôi vẫn nói khi tôi làm việc với list ở trong Python thì tôi vẫn dùng cái từ là danh sách, dùng từ mảng, dùng từ dãy, không sao cả, chúng ta hiểu nó chính là list. Được rồi, như vậy là đây là một cái đây là một cái là một cái một cái dãy này, một cái dãy A này, một cái list nhé. Thì đối với dãy A thì chúng ta có cái gì? Nó chúng ta chú ý là chúng ta có cái hàm mặc định của Python, hàm này là mô tả cái độ dài của cái dãy đó. Các phân tử của dãy sẽ được đánh số chỉ số từ 0 trở đi, 0 1 2 cho đến phân tử cuối cùng là len a chỉ 1. Đấy. Thấy chưa? Đây là cái chỉ số của dãy, và chúng ta có thể truy cập vào từng phần tử một của dãy, ví như là a không chính là phần tử thứ thứ nhất, a một chính là phần tử thứ hai, và phần tử cuối cùng chính là phần tử là len a trừ một chính là phần tử cuối cùng. Đấy. Nếu mà chúng ta mà sai thì máy sẽ báo lỗi ngay, vì chúng ta truy cập là trừ một như này thì máy sẽ... chúng ta là len a bằng 5, chúng ta gọi 5 là máy sẽ báo lỗi ngay. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra chỉ số là phải chính xác, chưa? Anh em chúng ta chú ý nhé, chính xác. Như vậy là ở Python cho phép chúng ta là truy cập vào từng phần tử một của dãy nhé, theo cái chỉ số. Cách viết cũng giống hệt như là cách viết là mảng ở trong Pascal, cho nên là khi chúng ta mới bắt đầu dạy phần này thì cũng không gì là khó cả. Chú ý là chúng ta không nhắc lại khái niệm mà khi mà dạy cho học sinh về 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 dạy cho học sinh list trong Python, chúng ta không nhắc lại khái niệm mảng của Pascal. Học sinh có những không biết gì về về Pascal, chúng ta dạy thẳng các khái niệm của Python thôi nhé. Đó, đó là các chủ nhật nhé. Tiếp theo là tôi nó tiếp theo là chúng ta có thể tạo một cái dãy khác, đây một cái dãy khác, thì đây là ký hiệu khi dạy tạo một cái dãy là rỗng, thì nên như thế này, rỗng. Vậy đây len len của B là rỗng, là bằng không. Thì như vậy nếu B mà là dãy rỗng thì chúng ta có thể
hoặc bất kỳ cái gì là nó đều lỗi hết, nó đều báo lỗi thế này. Thế nên cái list của chúng ta là phần tử chúng ta là rỗng, được chưa? Đáng chú ý nhé. Đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra như a A0 đây, A0 của chúng ta là như này. Bây giờ tôi có thể thay đổi được. Tôi biết. 10. Thế như vậy A, phần tử đầu tiên của A đã đổi từ ở trên kia là ở trên này, phần tử của A đầu tiên nó là 0. Đấy, tôi có thể đổi sang đây nó là 10. Như vậy A là kiểu list của A của pattern, là kiểu chúng ta có thể thay đổi được cái giá trị đó. Rồi, bây giờ chúng ta tổng kết lại nhé. Tổng kết lại cái sự khác biệt giữa giữa list của Python và mảng của Pascal để chúng ta chú ý, đừng có nhầm lẫn. Tôi sẽ làm cái này vì như này nhé, vì hôm nay tất cả giáo viên cấp 3 ở Việt Nam đều rất thành thạo Pascal rồi. Cho nên mà khi mà chúng ta không dạy cẩn thận, chúng ta sẽ nhầm lẫn. Chúng ta không phân biệt được cái sự khác biệt giữa Pascal và Python. Thì chúng ta sẽ đưa những cái tư duy của Pascal hay về mảng của Pascal đưa vào khái niệm list của Python, nhưng mà nó sẽ bị sai, sai rất là nhiều. Thì tôi nhấn mạnh một vài cái điểm đặc biệt của sự khác nhau giữa list của Python và Pascal thì chúng ta chú ý nhé. Thứ nhất là Pascal là cần khai báo mảng trước. Còn bên này là không cần khai báo, chúng ta chú ý nhé, không cần khai báo. Ở bên này là khi ta khai báo này, độ dài của một cái dãy, độ dài là cố định, tôi khai báo trước thì còn độ dài của nó là như là 100 phần tử, 1.000 phần tử chẳng hạn. Còn bên này thì độ dài là động, độ dài không cố định, độ dài không cố định đó. Tiếp theo, đối với Pascal này, chúng ta vẫn có thể truy cập từng chỉ số một như này, ví dụ như một hai, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy, y một hai giống hệt nhau. Nhưng mà chỉ số ở bên Pascal thì chỉ số là từ một, bên này là chỉ số từ không. Như vậy nó có điểm rất là giống nhau. Chính vậy mà list cho Python nó chính là mảng ở trong Pascal nhé. Đấy. Và tiếp theo một điều nữa, ở trong Pascal thì các phần tử của một cái array là phải có cùng kiểu, các phần tử phải cùng kiểu, các phần tử phải cùng một kiểu. Tức là nếu chúng ta có một dãy mà nó là hoặc là toàn là số nguyên hoặc là số thực, chứ không thể nào mà phần tử này nguyên phần tử thực, nó phải cùng một kiểu. Nhưng mà trong Python thì không, các phần tử có thể khác kiểu. Đấy. Thì đây là một trong những chỗ khác biệt rất là kinh hoàng, rất lớn giữa hai cái kiểu hai khái niệm này nhé. Đây tôi cho bạn xem nhé. Như vậy là đây này, bây giờ tôi giả sử tôi sẽ thay đổi cái phần tử đầu tiên của a, đầu thứ hai của a đi đấy nhé. Tôi thay đổi nó bằng là abc. Như vậy nó thay đổi của nó là chuyển sang cái phần tử thứ hai, là chuyển sang kiểu dữ liệu của nó là string, được chưa? Thì đây a của nó là string, nhưng mà các phần tử của một cái dãy của a có thể là các giá trị của nó là khác nhau. Cái điều này nó giúp cho chúng ta làm cho nó giúp cho Python trở nên rất là mềm dẻo, rất là uyển chuyển, nhưng mà cũng rất là khó luôn đấy. Chúng ta các bạn chú ý nhé, lấy ví dụ nhé. Tôi làm một cái dãy C như sau nhé. Số hạng đầu là 1 2, số hạng thứ ba là một một cái sâu đấy. Đấy, số hạng thứ tư là ví dụ như là một cái biểu thức logic, một cái giá trị logic. Số hạng thứ năm lại là có thể là một cái dãy con nữa, có thể là như vậy là 2 3. Như vậy là đấy, như vậy là một cái list C có thể là chứa list ở bên trong nữa. Cái này chính cái điều mà các phần tử của một cái dãy, của một cái mảng của trong Python nó có thể chứa các phần tử đa dạng như vậy, cho nên nó làm cho nó rất là uyển chuyển mà cũng gây ra rất khó khăn đấy.
chỗ này là trong tương lai các bạn học thêm họ thấy làm cho rất phức tạp, nhưng không sao, vì chúng ta tạm chúng ta quen như thế nhé. Rồi đây là, nhưng mà đây là những lệnh đầu tiên chúng ta học làm việc với dãy. Tiếp theo bây giờ chúng tôi mô tả cái lệnh rất quan trọng là lệnh là duyệt cái dãy như thế nào. Chúng ta cần duyệt các phần tử của dãy để cho in ra cái dãy đó, và chúng ta đếm các phần tử của dãy, và chúng ta tính tổng cái gì đó, chúng ta làm các thao tác trên một cái dãy số thao trước. Đa số tất cả các bài tập liên quan đến cái dãy số, chúng ta làm tìm kiếm hay là vân vân, thì ở trong bài thân là làm như sau nhé. Chúng ta dùng lệnh for để duyệt thôi. Đây đây là a đây nhé, nó như này nhé. Bây giờ tôi làm như sau này, thì chúng ta dùng lệnh for, thì giống như là bình thường học từ lần trước rồi, for in range. Đấy, range của cái gì? Range của chính là len a, độ dài của a. Chúng ta nhớ lại cái lệnh là range. Range n là tập hợp các cái giá trị từ 0 cho n trừ 1. Sau đó cho nên là cái range của len a chính là các phần tử từ 0 cho len a trừ 1. Vậy chính đây chính là các cái chỉ số của a. Sau đó chúng ta sẽ mà cho tôi muốn print. Print phần tử i này ra. Được chưa? Đấy. Thế nên đây là cái lệnh là duyệt và in ra tất cả phần tử của dãy a nhé. Enter này, nó sẽ in ra. Đấy, đây các bạn thấy như vậy, ở đây nhất là cái lệnh print đây này, khi mà chúng ta gõ print a0 print a y đóng ngoặc lại thì nó sẽ in ra y, sau đó nó xuống dòng. Chứ chúng ta thấy là in ra các lệnh các cái số của a là trên trên các hàng hàng dọc. Bây giờ tôi sửa lại như sau, tôi for i in range len a. Bây giờ làm lệnh này, lệnh print ai xong phẩy, xong tôi thêm một cái tham số nữa hay là gọi một cái đối số như thế này, một số là n bằng như này, thì cái đối số là n bằng cái này này, ta cho các học thuộc lòng mình nhé. Nó sẽ giúp cho cái chuyện là khi in xong cái ai thì nó sẽ không xuống dòng, và nó in ở bên nó in là phần tiếp theo là dấu nháy, và như vậy cái lệnh này này, cái lệnh duyệt này nó sẽ in ra các phần tử của ai là của a trên một hàng ngang. Tôi cứ ấn Enter thử xem nhé. Đấy, tôi sẽ in ra trên một hàng ngang. Đó. Phần công thức của A in hàng ngang. Nhưng mà đây chính là một cái lệnh nữa chúng ta cần nhớ đối với lệnh print. Lệnh print mà không có gì cả thì nó sẽ in xong, nó sẽ đưa dây nó sẽ xuống dòng. Còn print sau đó là có thêm một cái tham số là n bằng dấu cách như kia thì nó không xuống dòng. Đây là một lệnh rất là hay. Bây giờ tôi làm sẽ gọi làm thử một vài bài tập nhé. Bây giờ như này nhé. Tôi viết lại A. Thì A thì trước A là một cái dãy số bất kỳ, 1 này, 2 này, 9 này, 10 này, 16 này, trừ 9 này, 7 này, 5 này, 26, 0. Đây là nhé. Rồi thì tôi làm thử một số cái bài tập này. Như vậy tôi biết là len của A chính là gì? Len của A chính là độ dài của A. Tôi biết là N, tôi biết là len A. Như vậy tôi giới thiệu. Như vậy N chính là độ dài của A. Tôi sẽ dùng cái n này tôi viết cho nó dễ nhé. Rồi thì đây là cái lệnh in ra tất cả các phần tử của a, for in range n, sau đó là xuống dòng, sau đó là print a i phẩy n bằng. Đấy, in ra các phần tử của a, các bạn thấy không nào? Rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa ra thêm một cái lệnh nữa. Lệnh này là lệnh rất quan trọng đây. Lệnh này là cái lệnh mà cũng duyệt trên phần tử của A, nhưng mà duyệt thực sự luôn, duyệt trực tiếp trên A. Đấy. Thì cái lệnh này trước là như này nhá. Gọi là tôi một chút thôi. Alo. Chưa, nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ cùng làm các bạn là vẫn là cái lệnh duyệt trên các phần tử của A, nhưng mà thật ra cái lệnh duyệt này này mà tôi gọi một xem đây, cái lệnh duyệt này là cậu thấy là thông qua cái hàm range, và thông qua cái hàm range như vậy thì chúng ta sẽ phải trực tiếp dùng cái lệnh này, tức là truy cập vào từng phần tử, từng chỉ số một của A để ta duyệt. Bên này cũng không sao, bên này cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà cũng lệnh lệnh thứ hai, lệnh này là lệnh mô tả cái bản chất của lệnh for là như sau nhé. Đây for, bây giờ tôi viết nhanh hơn nhỉ,
for này x in a đó, hai chấm ngang và ta print x thì bạn thấy không, đây là lệnh rất quan trọng này, n bằng đây enter, lệnh này vẫn là lệnh duyệt trên a, hoàn toàn giống nhau nhé. Nhưng mà cái lệnh này này là hoàn toàn giống hệt với lệnh này, bạn thấy không nào? Đó, về mặt kết quả. Nhưng mà lệnh này nó lên cái gì? Nó lên là chúng ta có thể duyệt cho x thì cho một biến in a duyệt trên một phần tử của a đó. Như vậy lệnh bản thân một chất lệnh for in chính là cái lệnh là duyệt trên một cái đối tượng cụ thể. Còn for in range n thì range nó là một đối tượng, đó là một dãy số từ 0 cho n trừ 1. Cho nên cái lệnh for này này cũng là một trường hợp riêng của lệnh này thôi. Được chưa? Đó. Bây giờ tôi tổng kết lại chỗ này rất quan trọng nhé. Như vậy cái lệnh duyệt trên lệnh duyệt các phần tử trên dãy A là như sau, là for x có thể x được for x in A hai chấm, sau đó là các lệnh ở dưới này, các lệnh mô tả ở dưới này, thấy không nào? Vậy nó có cái từ for, có cái từ in là cái từ khóa của Python nhé. Thì đây là một trường hợp riêng, cái lệnh mà chúng ta từ xưa đến một lần trước học là for i in range n hai chấm xuống dòng. Đấy. Các lệnh ở đây đúng không? Thì đây là for i in range đấy. Đấy, đây là for x in a. Đấy, cho nên là vậy hai lệnh này là giống nhau ở lệnh chữ for là một này, cũng biến x chỉ là hai, để có biến biến y nhé. Mà đây cũng in chữ in nữa, còn đằng sau này cái render này nó là một đối tượng, thằng này làm là một đối tượng thôi, không có gì cả. Cho nên là vậy là tổng quát là như sau nhé, tổng quát là lệnh duyệt lệnh lệnh là for chính là lệnh duyệt trên một đối tượng nào đó, đây for sau đó có thể là phần tử bất kỳ x gì chẳng hạn, in in một cái object nào đó đấy, chúng ta chú ý nhé, chúng ta nhớ lại, sau đó hai chấm xuống dòng các lệnh, đây chính là cái lệnh câu lệnh tổng quát lệnh for. Như vậy là for một cái biến, đây là một cái biến nhé, biến này x gì này in này trên một đối tượng nào đó, chúng ta nhớ lại là trong Python mọi thứ đều là đối tượng dữ liệu hết. Như vậy là for x thì duyệt trên một đối tượng, cái đối tượng này này nó có thể là list. Như vậy list là một đối tượng mà cho phép duyệt, nó có thể là range, range là cho phép duyệt đó. Như vậy cái lệnh for x in a là in object là tổng quát hơn. Và như vậy là khi nào duyệt được, khi khi mà khi khi mà cái đối tượng này nó có tính chất là có thể duyệt được đấy, không phải đối tượng nào cũng duyệt được nhé. Nếu mà đây chúng ta biết đây là một số nguyên số thực hay là sâu, là một số thực là sai, nhưng mà là list là được này, range là được này, mà chúng ta học xong buổi sau nữa là sâu cũng được, sâu cũng là đối tượng mà cho phép duyệt được. Thì như vậy là cái đây đây là cái như vậy là ở trong đối tượng cho phép duyệt đó, được chưa? Như vậy là tổng quát thì là ở các cái đối tượng dữ liệu của Python ấy, như vậy là các đối tượng dữ liệu nhé, các đối tượng dữ liệu của Python nhé. Thì nôm na tôi có thể tổng quát thì tôi có thể chia làm hai loại, một loại là tôi gọi là dữ liệu đơn, là dữ liệu mà nó chỉ có mỗi 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 một đối tượng dữ liệu nó chính là có gồm công là một giá trị thôi. Và cái loại thứ hai là đối tượng là không đơn, là dữ liệu không đơn, hay là nó gọi là trong tiếng Anh, trong Python có một từ là nó có gọi là dữ liệu thùng hay dữ liệu không đơn, dữ liệu là không đơn, tức là cái dữ liệu mà nó gồm nhiều phần tử khác, nó chứa nhiều phần tử khác. Thì dữ liệu này là dữ liệu mà về nguyên lý chúng ta có thể duyệt bằng lệnh for. Đấy, nhưng mà thấy các bạn thấy như vậy là cái lệnh for của Python nó tổng quát hơn rất là nhiều lần so với lệnh for thông thường chúng ta biết từ Pascal hay là C. Tổng quát đối với Pascal và C là for chỉ là duyệt
trên một đối tượng các số nguyên thôi, biến y là chạy trên đối tượng là từ 1 đến n, 0 đến n thôi. Còn for ở trong Python là có thể duyệt trên một đối tượng bất kỳ, có thể làm là các số nguyên, như ví dụ như là hàm range chẳng hạn, nhưng có thể là list, có thể là show. Ví dụ chúng ta sẽ thấy trong hôm nay và các buổi sau nhé. Ví dụ dữ liệu thùng là dữ liệu gì, là dữ liệu là list là một này, range bản thân range cũng là đối tượng này, hay là string. Còn đơn đơn là dữ liệu in này, dữ liệu là float này, dữ liệu bool này. Đây là dữ liệu đơn. Chúng ta không thể duyệt, không thể dùng lệnh for x in một đối tượng là số nguyên hay số thơ cả, nhưng mà đối tượng là list và range và sinh chỉ được, vì những đây là đối tượng dữ liệu này không đơn, hay là cái đối tượng dữ liệu mà nó chứa nhiều phần tử khác mà chúng ta có thể duyệt trên nó bằng lệnh for. Như vậy đây, tôi các bạn đã hiểu hơn khái niệm for, những lệnh for của Python nó là như vậy, nó rất là mạnh. Như vậy cái trường hợp là for in range là một trường hợp riêng thôi, trường hợp riêng của lệnh for. Còn tổng quát phải là for x in object. Đấy, cái này là cái rất quan trọng, ta chú ý nhé. Đấy, cái này này. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái này. Rồi bây giờ chúng ta thì làm một số bài tập nhé. Ví dụ là tôi muốn như sau này. Bây giờ với tính tổng các cái ví dụ bài tập là tính tổng các phần tử của A thì sẽ làm như sau nhé. Tính tổng này, thật ra trong ở trong đối với dãy mà là số nguyên thì ở trong Python nó có một cái hàm hàm có sẵn trên hàm tính tổng, hàm này làm sao chúng ta có thể dùng nó. Đây là cái hàm có sẵn mặc định của Python để tính tổng các phần tử của dãy A. Nếu a là một list các cái số số nguyên hay số thực gì đó thì chúng ta có thể tính tính tổng được bằng lệnh sum. Nhưng mà tôi muốn tính trực tiếp là như sau. Lập trình tôi tạo một cái biến s thì đặt cho bằng không và tôi for x in a đúng không nhỉ, nó là s bằng s thì đó. Thì đây là cái như for x in a, x thì đây chính là các sau lệnh này thì x thì chính là tổng, thì lại hiện tại tôi x bằng không là x thì bằng các phần cộng phần tử của a lại, thì như vậy s thì đây chính là tổng, chính là bằng số 7 đây, chính là bằng cái này. Vậy đây là đoạn chương trình gồm có hai lệnh để mô tả tổng các phần tử của a, được chưa? Thì bây giờ tôi làm tiếp tục một cái bài toán khác nhé. Bây giờ như sau, bây giờ với a đây, bây giờ tôi muốn là tính tổng các số lẻ thôi của a, có số chẵn không tính, thì làm thế nào? Làm như này, bây giờ tính này, tính tổng các số lẻ lẻ của a, làm được không? Còn nào làm được nhé? Đây, tôi đặt s thì bằng không này, sau tôi for in a nhé. Sau kiểm tra nếu x là lẻ thì tôi mới cộng vào với s nhé, phải x đúng không? If x chia số dư của hai mà khác không, đấy, nếu x thì là số dư của hai chia lấy số dư của x chia hai mà khác không, x là lẻ thì tôi mới cộng vào, tôi mới s bằng s cộng x. Đấy, đây là cái lệnh mà đây chính là cái đoạn chương trình mà để tính tổng các cái số của a mà là số lẻ. S đèn nó sẽ nhỏ hơn, là 13. Thế này, đây nó chỉ có là số 9 là một này, sau lại trừ 9 này là hết này, nên sau đó là 5 với 7 với 1 nữa, như vậy là đúng là 13. Kéo này. Nhưng mà đây là cái lệnh mà một bài khác nhé. Bài khác là bây giờ tôi đếm tất cả các số chẵn của a, được thôi, rất là đơn giản như sau. Tôi dùng cái hàm dùng biến t đi, hay là biến cao đi, là cái biến cao bằng không. Cho tôi có for in a, cảm thấy rất nhanh không? Vẫn ngắn gọn hơn là hơn. Đôi khi hàm lớn cần như đây là đó. X in a. Sau đó là gì? Sau đó là tôi if đúng không? If x chẵn mà x, nếu mà x là số của hai mà bằng không thì tôi mới đếm là t cao bằng cao cộng một. Đây là cái lệnh
là cái lệnh mà ta đếm số các số chẵn của A, ta kiểm tra cái cao nhé, cao này ta bằng 5, 5 nó là 5 số chẵn. Vậy thì ta có thể có rất nhiều cái bài tập đơn giản để liên quan đến dãy, được chưa? Đấy. Vậy là bài tập như là, hay là cho trong dãy A hãy em kiểm tra xem là trong dãy A có bao nhiêu số nguyên tố, bài tập như vậy chúng ta đều có thể làm được nhé. Đó, thì như vậy là lệnh for là nó là cái lệnh như vậy nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào những cái lệnh khác liên quan đến đến dãy. Với Pascal vì chúng ta cái dãy chúng ta là cố định từ trước, cho nên chúng ta muốn thay đổi, muốn thêm một số dãy chúng ta chỉ việc là dùng lệnh gán thôi, nhưng mà trong Python thì không nhé. Bây giờ tôi muốn bổ sung một phần tử vào dãy A, tôi làm như nào? Đó. À, bắt đầu bây giờ A cho là như là tôi muốn bổ bị hiện nay A len của A đây đang là len của A, chiều dài của A đang là 10. Tôi muốn thêm một số vào cuối của A, của dãy A làm như nào? Đó, thì chúng ta bắt đầu phức tạp đây. Chính vì là cái độ dài của A ở trong độ dài của dãy của list ở trong Python nó động, không cố định. Cho nên ta có thể quyền thêm hay thêm thêm xóa vân vân. Thì tất cả những thao tác và trực tiếp với dữ liệu của A của dãy thì nó các thao tác đó nó nằm trong cái nhóm nó gọi là các cái phương thức của A, phương thức của dãy. Thì đây là lần đầu tiên chúng ta thu cận cái này đấy. Từ trước trong Pascal thì không 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 có khái niệm này, nhưng mà trong Python là bắt đầu có ngay từ cái list này. Như vậy là list nó là tất cả các cái đối tượng A như vậy, nó là một cái đối tượng hay là một cái nó là một cái thể hiện, một cái instance, một thể hiện của một cái lớp list. Mà một cái lớp như vậy thì nó có các cái phương thức. Thì ở trong Python thì tất cả các đối tượng chúng ta dùng lệnh dir, chúng ta sẽ kiểm tra được là chúng ta sẽ liệt kê được những cái phương thức và các thuộc tính của đối tượng đó. Chúng ta dùng lệnh dir thì chúng ta sẽ xem được tất cả các cái phương thức và thuộc tính của A. Thì đấy, các bạn thấy chỗ này chúng ta thấy không? Ở trong này có rất nhiều các cái phương thức mà bắt đầu bằng dấu hai hai dưới và kết thúc bằng hai dưới. Thì đây là những phương thức nó gọi là phương thức hệ thống, chúng ta không 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 cần biết nhé. Đây. Phải là những người học nâng cao hơn thì mới cần biết. Còn trong suốt cả hành trình của chúng ta, suốt cả lớp 10, 11, 12 thì không biết, không cần học những cái này. Chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Còn phương thức này, đây, từ đây xuống đây là những phương thức quan trọng. Coi như nó là những cái hàm, là cái lệnh liên quan đến cái đối tượng list rất quan trọng luôn. Ở trong sách giáo khoa lớp 10 thì sẽ có bốn lệnh thôi. Ở bên cái đồ tri thức dạy bốn lệnh, ở bên cái diệp cũng dạy bốn lệnh, các lệnh đó nó không trùng nhau. Nhưng mà vì không muốn dạy nhiều là vì chắc là sợ không có thời gian thôi, nhưng mà theo tôi giáo viên chúng ta nên biết tất cả các lệnh này. Thì tôi mô tả là những cái lệnh cơ bản và nó trước những cái lệnh mà có trong sách giáo khoa cái nội tri thức nhé. Còn các bạn tìm hiểu thêm tôi sẽ nói tất cả nhé. Như vậy là đây là những cái lệnh rất quan trọng nhé. Bây giờ tôi sẽ sử tôi muốn bổ sung thêm vào A phần tử vào cuối. Tôi làm sao? Lệnh append. Đây chính là cái lệnh quan trọng, rất quan trọng. Đây là cái lệnh mà sẽ bổ sung một phần tử vào cuối của A. Tôi mở ngoặc vào cái lệnh đó. Tôi bổ sung phần tử có giá trị là 15 chẳng hạn, thì sau lệnh này thì số 15 sẽ được bổ sung vào cuối của A. Để mà chúng ta xem A đây nhé. Đó, mình tôi sẽ enter này, enter như là lệnh thôi thì A nó sẽ bổ sung thêm phần tử là 15 ở đây, thấy không nào? Đó. Và lệnh append là lệnh rất hay sử dụng, vậy rất hay sử dụng lệnh là bổ sung thêm vào cuối của A. Cái lệnh thứ hai mà chúng ta được học ở trong sách là lệnh là đưa vào, bổ sung vào, nhưng phải bổ sung vào cuối. Lệnh append là bổ sung vào cuối. Còn lệnh thứ hai là lệnh là bổ sung vào vào trí bất kỳ của A. Ví dụ tôi muốn bổ sung vào một cái số vào giữa số 1 và số 2. Giữa số 1 và số 2 tức là đây vào vị trí 1. Số 1 này là chỉ số 0 này. 2 này là chỉ số 1 này. Chèn vào giữa 1 và 2 tức là vào chỉ số 1 làm như sau. A này chấm này insert. Chấm. Insert. Xong. Insert. Rồi.
chúng ta mô tả cái chỉ số mà chúng ta muốn chèn vào. Một, về một là cái chỉ số chèn vào, và tôi ví dụ tôi muốn chèn vào cái số là số 100 chẳng hạn, thì số 100 nó sẽ chèn vào vào vị trí 1, tức là vào vị trí là sau số 1 và trước số 2. Đó. Và insert nhé, là lệnh thứ hai. Lệnh thứ hai chúng ta sẽ được học trong sách có học nhé. Enter thì như vậy là một nó được chèn vào giữa số 1 và số 2. Thấy không nào? Đó, giữa số 1 và số 2. Đấy. Như vậy chúng ta vừa học hai lệnh rất quan trọng, lệnh append là một này và lệnh insert hai lệnh rất quan trọng, được chưa? Rồi. Bây giờ liên quan đến xóa. Xóa này như sau nhé. Xóa thì như sau. Chúng ta có thể làm nếu chúng ta biết rõ là số nó có đồng đâu, chúng ta có thể làm biết rõ là nó là số nào, chúng ta có thể xóa được. Đây, để xóa là lệnh là remove. Remove. Dù tôi biết là trong dãy này con số là 16, tôi chỉ biết là 16 thì 16 này nó sẽ gì, nó sẽ là gì, là số 16 sẽ được xóa khỏi khỏi dãy A. Enter thì như vậy A là không còn số 16 nữa. Như vậy lệnh cái lệnh remove đây lệnh xóa một phần tử của A với cú pháp là A remove rồi mở ngoặc đóng ngoặc mở ngoặc và mô tả cái giá trị của cái phần tử cần phải xóa. Chú ý rằng nếu chúng ta mà dùng lệnh remove mà số đó nó không có ở trong 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 ở trong ở trong dãy thì nó sẽ báo lỗi vì tôi xóa cái số đầu tiên bất kỳ nhé, vậy là trừ 9 nó không có, trừ 10 đi, số 10 là số nó không có ở trong dãy này thì máy sẽ báo lỗi đó. Lệnh remove là lệnh như vậy, là lệnh là xóa một cái giá trị, một phần tử của giá trị cho trước ở trong một cái dãy chưa. Và cuối cùng lệnh thứ tư được học ở trong sách giáo khoa là nó chính thức là lệnh là xóa toàn bộ tất cả các cái phần tử đi, lệnh clear. Lệnh như này nhé, đây là lệnh là xóa toàn bộ tất cả các phần tử của A đi. Đây, thì A bên nó còn mỗi này nó là rộng, thấy không nào? Được chưa? Bây giờ tôi tổng kết lại những cái lệnh mà gọi là cơ bản có trong sách cơ chính thức nhé. Các lệnh cơ bản này chúng ta chú ý nhé. Sau đó tôi sẽ nói sang những lệnh khác, các lệnh cơ bản có trong sách giáo khoa tin 10 nhé. Kết nối chi thức nhé. Một là lệnh append. A append. Append sau append là một giá trị bất kỳ là x gì. Lệnh này là bổ sung x gì vào cuối của A. Vào cuối của A nhé. Lệnh thứ hai là lệnh là insert. Insert thì nó có hai tham số. Tham số thứ nhất là cái chỉ số mà muốn chèn và tham số thứ hai là x gì. Thì như vậy là chèn x gì vào vị trí index. Đấy. Chứ là tôi muốn nói thêm một chút. Nếu mà index này mà nhỏ hơn không thì máy hiểu là chính bằng không, tức là chèn vào đầu. Index bằng không là chèn vào đầu và đầu của dãy nhé. Nhỏ hơn không thì máy hiểu là bằng không, vẫn chèn vào. Còn nếu mà cái chỉ số này mà lớn hơn len của A lên N đó thì máy hiểu là chèn vào cuối, máy hiểu là đã chèn vào cuối thì tương đương với là bằng len A. Đấy. Thì cái việc mà chèn vào cuối phần tử vào cuối của dãy thì nó tương đương với cái lệnh append, tương đương với lệnh append, hoàn toàn tương đương. Thì khi chèn vào cuối chúng ta nên dùng lệnh append hơn là lệnh là insert, sau đó là gọi là insert xong n, sau đó thì là x gì. Nhưng mà nó là lệnh insert. Lệnh tiếp theo là cái lệnh lệnh remove, nhưng mà chỉ có chúng ta học lệnh đưa vào hoặc là xóa đi thôi. X gì thì là xóa phần tử, xóa xóa cái phần tử có giá trị x. Nếu x không có nhé, x không có thì lỗi, thì báo lỗi, không có thì báo lỗi đó. Và lệnh cuối cùng mà chúng ta ở trong sách giáo khoa này của chúng ta là lệnh clear. Lệnh clear là xóa toàn bộ, xóa toàn bộ
các phần tử, của A và đưa A về dãy rộng, nhưng mà thì không, như vậy là cái lệnh nó rất là khác với Pascal đấy, cái này cũng rất là khác, chứ nó chính chỗ này làm cho nó phức tạp hơn rất là nhiều lần so so với Pascal. Pascal chúng ta khai báo trước cho nên là cái khái niệm là xóa là không có, khái niệm mà thêm vào chẳng qua là chúng ta thay đổi tất cả hai gán mà thôi, gán từng 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 chỉ số một thôi, còn không có lệnh remove, không có lệnh insert, không có lệnh append, không có lệnh clear nhé. Vậy là cái lệnh remove là cái lệnh là xóa một phần tử biết trước giá trị, nhưng bây giờ tôi không cần biết giá trị, tôi có biết là xóa phần tử thứ mấy, là tôi muốn xóa phần tử thứ hai, xóa cái A2 làm như nào, xóa A3 làm như nào, thì lệnh như sau: nếu mà xóa một cái một phần tử ở một chỉ số cố định thì chúng ta làm như sau, chúng ta dùng lệnh đen. À, ví dụ tôi xóa phần tử 5 chẳng hạn, thì 5 sẽ là 0, 1, 2, 3, chỉ là số chữ 9 thế này. Enter thì nó sẽ xóa. À, vì tôi đang bị ấy bây giờ. Đang là A là rỗng nên mình bấm vào lỗi, bây giờ làm lại cái này nhé, đây. À, đây nhé. Bây giờ chúng ta là A đang bị A đang rỗng rồi, đây. Được chưa? Tôi đen này. A5 này. À, nào. Thì nó khóa phần tử, xóa cái phần tử ở chỉ số 5 của A đi, enter thì như vậy A là sẽ nó xóa đi, như vậy xóa cái đi và cái phần tử bên cạnh nó sẽ, bên phải nó sẽ dồn lại, xóa cái chín đi này và phần tử là 7 5 này nó sẽ lùi, nó sẽ dồn lại, lớp kín là cái vị trí chữ X này, lại đen. À, tôi nhắc một chút nhé, lệnh đen ở trong đen là một cái là mà cái lệnh đen, là một cái từ khóa, là cái lệnh tổng quát của trong Python, là lệnh là xóa một cái tên, một cái biến đi. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi bây tôi đặt x bằng cái biến đó, x bằng 10 chẳng hạn. Bây giờ tôi thì x gì đây? Tôi có thể viết x gì cộng cộng 2 được, thoải mái đúng không? Nhưng mà tôi viết đen, x gì thì là xóa, khóa cái bến đi ở ở trong bộ nhớ nhé. Chúng ta không hỏi bộ nhớ, tôi như vậy khi tôi viết đen x gì thì x gì không còn là biến nhớ nữa, và tôi có việc tôi kiểm tra thì nó báo lỗi, là name error, là máy không hiểu là là cái gì. Thấy chưa? Bây giờ tôi nói thêm một chút về về như vậy lệnh đen là cái lệnh là xóa một một cái biến đi đấy nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy có thể thắc mắc không? Như vậy lệnh lệnh đen này này sẽ lại là lệnh đen được ở đây. Từ cái điều này ta suy ra là bản thân các cái phần tử của một cái dãy đấy, bản thân nó là một cái biến nhớ, là một cái biến. Cái này là chỗ tôi đặt câu hỏi để các bạn cùng tìm hiểu nhé. Cái này là cái rất là sâu sắc rồi đây nhé. Như vậy chúng ta có cái, chúng ta muốn xóa một phần tử nào đó của thứ y, thì đây này là xóa, phần tử thứ y của A, và tất nhiên là các phần tử bên phải y nó sẽ dồn lại. Nhưng mà cái bây giờ lệnh đen là cái lệnh là xóa một cái một cái biến, vậy suy ra là cái này cũng là một cái biến, là câu hỏi ở đây nhé. Cái này là phần nâng cao, chúng ta sẽ trả lời nó ở phần sau cùng, ở phần các bài cuối, ở cái bài cuối chúng ta sẽ hiểu hơn một chút cái cấu trúc trong bộ nhớ nó của cái dãy như thế nào, và vì sao cái AI nó lại là biến. Rồi thì bây giờ tôi quay lại cái tôi nói một chút là bản bản chất cái định đen nó là cái gì. Chỗ này là chỗ khó đấy nhé. Đây này, chúng ta nhìn lại một chút nhé. Hôm nay tôi nói rồi là cái nhắc lại một chút để chúng ta hình dung cái mô hình, quản lý, biến ở trong Python là thông qua, ta nhớ lại không, thông qua cái gì, thông qua khái niệm là namespace. Nhắc lại nhé, namespace. Như vậy namespace là một cơ chế để quản lý biến ở trong Python, hay đúng hơn là quản quản lý tên, quản lý các cái tên biến. Thì cái namespace nó là cái gì, tôi nhắc lại một lần nữa cho các bạn xem. Namespace là một cái, cơ chế ở trong Python, nó quản lý đồng thời hai cái loại. Một loại nó là cái name, và thứ hai là cái object, nhé. Và nó là cái name, namespace là nó làm gì, nó name
Space là nó quản lý các cái name, và nó ánh xạ mỗi cái name như vậy vào một cái đối tượng. Khi mà tôi viết là khi tôi viết là x xì bằng 10 thì máy tạo ra một cái đối tượng là 10 ở trong bộ nhớ, và máy tạo một cái biến là x xì và trỏ nó vào cái ta nhớ lại từ hôm trước là tôi làm thế nào rồi nhé. Khi mà tôi viết là đen x xì thì máy sẽ xóa cái tên này khỏi khỏi bộ nhớ nhé, xóa ra. Và như vậy là xóa xóa và tức là xóa nguyên nhân rồi, thì còn lại ví dụ cái đối tượng 10 này, nếu đối tượng này 10 này không có a trở đến nữa thì nó cũng nên nó xóa nó, còn nó a nó có trở đến thì thôi. Lấy ví dụ để các bạn nhìn thấy nhé, chuyện này nhé, để lấy ví dụ nhé, chuyện này chúng bắt đầu khó này. Bây giờ tôi viết lại nhé, tôi viết lại bài khác nhé, là x thì bằng 2, như vậy máy tính nhân tạo ra một đối tượng là 2 nhé, là đây là đối tượng là một đối tượng số nguyên ở trong trong bộ nhớ, và máy tạo ra cái đối tượng là tên là x gì nằm trong cái quản lý còn của namespace, và máy chọn vào đây nhé. Bây giờ tôi viết là y bằng x gì, y bằng x gì nhé, thì máy sẽ tạo ra biến thứ hai là y, và máy cùng chọn nó vào đây. Chúng ta chú ý trước tôi nói rồi, trong tôi nói luôn vậy, nói ở đâu đó ở trong trong cái buổi học về tổng quan của tôi về 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 Python. Như vậy đây là khi mà x gì bằng y thì x gì y nó khác hẳn đối với cơ chế làm việc của Pascal và C. Khi viết y bằng x gì thì máy sẽ tạo ra biến mới là y, và x y cùng chọn vào một cái đối tượng là a, đối tượng là số 2. Đang chú ý nhé. Như vậy là x sub y đây là x sub y đây là hai cái biến mà cùng trỏ vào một cái ô của bộ nhớ. Cái điều này hoàn toàn khác biệt với Pascal. Với Pascal và C thì đã x sub y thì không thể bắt buộc x y phải nằm hai ô trong bộ nhớ khác nhau, không thể x y nằm trong cùng một ô nhớ. Nhưng ở đây là khác hẳn, đây là x y bằng x gì thì x y nó sẽ nằm chỉ vào một ô nhớ rồi. Thì tôi làm sao? Bây giờ tôi đen đen x gì thì máy sẽ xóa xóa cái x gì đi khỏi khỏi trong trong cái namespace, nhưng mà máy không xóa cái hai này đi, vì sao vẫn còn y vẫn trỏ vào hai, nhưng số 2 này vẫn không 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 bị xóa, thấy không nhá. Như vậy là đen x thì là chỉ xóa cái tên của x thì thôi, xóa cái tên thôi, còn cái đối tượng x thì trỏ vào là nó không xóa, bởi vì có đã có một cái tên khác đã trỏ vào rồi đó. Là chú ý nhá, chỗ này là chỗ rất là khó luôn, chỗ này là chỗ à, chứ là, như vậy là cái đen là nó ý nghĩa đen đen là đen đen một cái name, tức là xóa cái tên đó khỏi khỏi cái namespace của Python, được chưa? Rồi như vậy là từ cái rượu này chúng ta thấy rằng gì, chúng ta thấy là chúng ta thấy như vậy khi tôi đen A5 thì A5 sẽ bị biến mất khỏi cái dãy A, và như vậy có đặt một câu hỏi ra đây là A5 nó phải là một biến hay không, thì có đó chúng ta sẽ trả lời sau nhé. Đấy, như vậy là nhưng mà ở đây chúng ta hiểu ngay là đen chính là xóa phần tử của A của một cái dãy. Như vậy lệnh xóa phần tử của dãy thì có hai lệnh, một là lệnh remove là xóa một phần tử với giá trị cho trước vị là 16 ở đây, còn nữa tôi chỉ biết là nó là giá trị nào nhưng mà biết chỉ số thì tôi dùng cái lệnh này đen AI, là cái lệnh là xóa một phần tử của dãy của Python biết trước chỉ số. Như vậy là qua lệnh để xóa nó có hai lệnh, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm một cái vài bài tập, làm một cái bài bài tập cho này hay nhé. Ví dụ đây, lấy ví dụ như này nhé. Như vậy là với số lệnh chúng ta đã biết rồi, chúng ta có thể làm một bài tập hay ho. Bây giờ là A đây nhé, bây giờ A đây nhé, tôi làm cái rồi thế bây giờ tôi làm được, tôi muốn bài tập gì, tôi muốn là cho trước dãy A như trên kia, tôi muốn xóa xóa các phân tử là số 0 của A thì làm như nào. Bài tập nhé, bài tập là cho trước dãy A cần cần tạo dưới mà hãy cần là xóa xóa các số 0 từ A của A làm như nào. Đây là bài tập nhé, thì cái làm như sau này, cái làm bài tập này nó có nhiều cách làm. Thì bây giờ tôi làm
Đây nhé. Bây giờ nếu chúng ta làm như này thì các bạn kiểm tra xem lỗi không nhé. Bây giờ nếu mà theo cái tư duy của chúng ta cứ duyệt từ đầu đến cuối của A nhé. Nếu mà A bằng 0 thì xóa đi. Kiểm tra xem có đúng không nhé. Bây giờ tôi viết lại thôi, bây giờ tôi làm cái ví dụ A khác nên học cho nên đây nhé. A này. 1 này, 3 này, 0 này, 2 số 0 thì nó mới lỗi cả. Chứ mà. Rồi, 8 này, 10 này. Trừ 1 này, 0 này, 2 này. Đây nhá, A đây nhá. Bây giờ đầu bài là hãy xóa các số 0 của A đi. Cho làm thử như này nhá, tôi làm này for x in A. X in A nhé. Bây giờ if x bằng 0 thì xóa đi thì a chấm remove, là cái tư duy bình thường của tôi là như thế nhé, remove x vì cho biết là remove là cái lệnh là xóa mà đúng không, nhưng mà là for x in a, if x bằng 0 thì xóa đi, enter xong nó được không nhé. Đây tôi gọi a đây đấy, các bạn thấy như vậy ở chỗ này là ở đây là số 0 này là không bị xóa này. Đấy. Thấy không nào? Như vậy chúng ta như vậy này là nó có lỗi. Nó bị lỗi gì đó. Được chưa? Vì sao lại như vậy? Thì cái chỗ này là chúng ta rất là khó nói nhưng mà này nhé. Khi mà chúng ta xóa một phần tử thì các phân tử bên phải nó sẽ dồn lại, nó sẽ dồn lại và như vậy khi khi mà nó chuyển sang phân tử tiếp theo là nó bị trống ra, như vậy nó bị lỗi. Chứ mà này chúng ta phải làm cách khác đi, phải làm khác như này mới được nhé. Mà này chúng ta đây là một bài tập khó đấy. Bây giờ cách làm là như thế này, chúng ta vẫn duyệt nhưng mà duyệt trên duyệt cẩn thận hơn, duyệt ở trên cái dùng cái hàm rên để duyệt. Nếu mà gặp phần tử là không thì xóa nhé. Đây này, phải làm cái này, phải làm cái này, bài này bài này mày khó nhé. Là dọn xem cái bài này nhé. Đây như A nhé, bây giờ tôi viết lại là A này, A viết lại như này. Đấy. Giờ mình tôi muốn xóa cái phần tử của A, tôi làm như nào? Phần tử không của A làm như sau nhé. Tôi đặt một cái biến k là sẽ là biến chạy. K bằng 0. Được chưa? Xong là y yk còn nhỏ hơn hoặc bằng len a thì còn đi tiếp vừa lớn hơn nhỏ hơn len a. Thì ta còn làm đây. Bây giờ if đi kiểm tra này, if a k mà bằng 0. Đấy. Thì chúng ta xóa dùng lệnh đen của đen và k và xóa nhé. Nhưng mà sau khi xóa thì chúng ta không tăng k lên một đơn vị, vì khi chúng ta xóa ak thì các phần tử bên phải nó sẽ lùi, nó bên phải nó sẽ thụt vào, nó sẽ lùi sang bên trái, và như vậy chúng ta vẫn 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 làm tiếp ở cả đó, nhưng mà chúng ta không 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 di chuyển mà ngược lại. Nếu đây là nếu mà ak mà khác không thì chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị. Lệnh này mới đúng nhé, lệnh này mới là lệnh đúng. Người ta xóa phần tử của A đi. Đấy. Enter này. Đấy. Thì bây giờ A nó sẽ xóa đi, thực sự là không không và không ở đây. Chúng ta chú ý nhé, đây là cái chỗ mà rất nhiều người mà bị lỗi nhé. Nếu chúng ta dùng lệnh này là bị lỗi này, lệnh này là bị lỗi nhé. Đó. Có lệnh này, cái lệnh này là gọi là không bị lỗi, nó phức tạp hơn một chút nên là không lỗi. Đó. Đây là một cách đơn giản thôi, nhưng mà hay là một cách khác để tôi mô tả mà là một cách khác, cho chiếc làm cách thứ hai này, cho chiếc dãy A. Bây giờ làm sao mà xóa các phần tử bằng không của A đi? Nên các làm như sau, các làm mà chúng ta tạo ra một cái mảng B phụ. Mảng B sẽ chứa các phần tử là khác không của A. Sau đó chúng ta sẽ gắn lại A bằng mảng B đó. Là như sau nhé, tôi đặt B bằng làm cái mảng phụ, đặt cái mảng rỗng trước này. Đó.
đó là for x in a, bây giờ x mà khác không thì chúng ta sẽ bổ sung vào b. Đấy, được chưa? Thì đây là đoạn chương trình này, đoạn chương trình này là cái đoạn mà gì, là trừ tất cả phân tử của a nếu mà x mà h0 thì bổ sung vào b. Như vậy sau lệnh này thì b sẽ là gồm các phân tử h0 của a, được chưa? Enter và mình tự gắn lại a bằng b là được. Và bây giờ a nó chính là cái, chính là các phân tử mà là chính là cái dãy thu được từ dãy góc ban đầu nhưng mà đã bỏ đi các phân tử bằng không. Đây, nhưng mà đây chính là cái là giải thứ hai nhé, là cái này. Các bạn ghi nhớ vào nhanh nhé. Tôi làm trên máy tính, tôi làm trên này thôi, không làm trên trên chương trình. Đấy. Đó. Đấy, nhưng mà đây là một cái vài cái bài tập mà đơn giản đúng không? Đi tôi làm thêm bài tập nữa cho bạn xem nhé. Bây giờ nhưng mà chúng ta có thể duyệt trên A, duyệt A theo nhiều nghĩa là x duyệt trực tiếp trên A hoặc duyệt trên duyệt qua cái hàm ren của A nhé. Bây giờ làm bài tập khác nhé, làm bài tập khác bây giờ như này, bây giờ mà ở đằng phía sau này, bây giờ tạo cho trước, cho trước n bất kỳ, cho nên tôi sẽ cho trước số n nhé, n hai bìa hãy tạo tạo cái dãy a, bao gồm các số có dạng, là không này, một bình phương này, hai bình phương này, và cuối cùng là n trừ một bình phương. Tạo ra cái đó, ghi lại vào đây cho các bạn xem nhé. Tôi lấy cái đề bài vào đây cho anh. Một số bài tập liên quan đến một số bài tập nhỏ liên quan đến tạo dãy số, một số bài tập tạo dãy số nhé, liên quan đến dãy. Đây, bài tập một nhé, là cho, đây là cho trước n tạo cái dãy con, tạo cái dãy là không một bình phương, hai bình phương, n trừ một bình phương. Đấy. Được chưa? Bài tập này rất rất đơn giản như sau này. Như tôi cho n bằng 50 chẳng hạn. Nhé. Tôi viết là a trên a bằng rỗng. Sau tôi for i in range n. Cho y chạy chạy từ 0 đến n chỉ 1. Sau tôi sẽ bổ sung vào a. Append bổ sung vào a tôi số là i nhân với i là bình phương. Đó. Mình đây sẽ lệnh là tạo ra một dãy A là gồm các số là bình phương, các số này, chính phương. Đây thì A này, A chính là cái tập hợp các số chính phương có dạng là không này, một bình phương, hai bình phương, ba bình phương, một cái cùng nên đây là cuối của nó là n trừ một bình phương. Số này chỗ này chính là 49 bình phương đây. Đấy. Vậy chúng ta chú ý các lệnh như này nhé. Đó. Bây giờ tôi làm một cái tôi sẽ làm một cái bài tập để chúng ta, cái này chúng ta có thể làm được khá nhiều bài tập rồi đấy. Trước khi mà chúng ta sang học tiếp sang cái phần tiếp theo nữa nhé, thì chỉ với cái phần mà chúng ta vừa học thôi, với phần là có bốn lệnh, bốn lệnh thôi là đã chúng ta làm rất nhiều việc rồi. Bốn lệnh quan trọng nhất của là lệnh là bổ sung phần tử vào cuối dãy, chèn phần tử vào đầu dãy và bất kỳ của dãy, lệnh xóa một phần tử và lệnh xóa toàn bộ. Ngoài ra còn lệnh đen nữa, thì chúng ta có thể đã làm được rất rất nhiều bài tập rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau ra cùng làm một số bài tập nhé. Đây.
Mở dập nhé, cho trước này. Mở dập một nhé, cho trước dãy A nhé. Dãy số A. Để tạo. Tạo dãy B này, bao gồm các phần tử. Các phần tử là số nguyên tố của A. Đơn giản như vậy thôi nhé. Ví dụ như A bằng này 1 này, 9 này, 7 này, 14 này, 15 này, 13 này, 23 này, 97 này, 9 này, 11 này nhé. 29 như vậy nhé. Điểm số được chưa? Làm như sau này. Bây giờ tôi cần một cái em là tôi cần làm sao mà với mỗi một phần tử của A đấy tôi phải kiểm tra được là số đó là số nguyên tố hay không nhé. Thôi tôi mới làm. Thì chúng ta nhớ lại cái bài là để kiểm tra một số nguyên tố thì chúng ta cần đếm các cái số tức số thực sự của số đó, nhưng mà số số đó số sự thực sự mà bằng một thì số đó là nguyên tố. Rồi tôi làm như sau nhé. Đây tôi làm nhanh này. B này, B tức đặt là B tức là cái dãy số là gồm các số nguyên tố của A. Được chưa? Bây giờ for tôi cho m đi, m in A tức là tôi đây. Tôi cho duyệt m là duyệt cái phần tử của A và mỗi m như vậy tôi kiểm tra xem m số nguyên tố hay không nhé. Tôi làm như sau, tôi là đặt một cái biến c, biến c là đếm số các ức số thực sự của m, tôi làm rồi nhé. Tôi làm như sau này, tôi for i in range tính từ một để đi và đến n đến m chỉ một tức là m đấy, được chưa? Sau đó kiểm tra i, ở đây là i chạy từ 1 đến m trừ 1, m trừ 1 tức là tôi muốn là đây là các số thực sự của m phải nhỏ hơn hẳn m, và i chạy từ 1 đến m trừ 1 rồi. Nếu mà m mà chia hết cho i, if m mà chia hết cho i bằng 0 thì tôi sẽ tăng c lên 1 đơn vị. Xong rồi đến đây ta kiểm tra if mà c mà bằng 1 thì chúng ta mới đưa vào, thì chúng ta mới bổ sung phần tử pen mà. Được chưa? Và cuối cùng đây tôi kết quả ra, tôi print print b ra em mới trình đơn giản. Thì tôi ghi lại nhé, hôm nay là bị bài. Chúng ta là lớp nào đây, hôm nay là buổi thứ ba đúng không? Đây là ba ba một, tìm dãy con các số nguyên tố. Đây là chạy thử nhé, xong đúng không nhé? Đây là A đây, A là ban đầu đây. 73 23 97 11 29 đúng rồi đấy. Nhắc lại này, cái làm như sau, chúng ta cho em duyệt trên tất cả các phần tử m thuộc A. Và mỗi m như vậy chúng ta kiểm tra xem m nguyên tố hay không. Thì đây đây là chương trình chúng ta sẽ tính đếm cái số số thực sự của m là c. Nếu c bằng 1 thì là ta đưa m vào, thì nếu c bằng 1 thì m là nguyên tố cho ta đưa vào, và cuối cùng chúng ta in in b ra. Nhưng mà đây là cái bài. Được chưa? Mà bài số 2 này, bài số 2 là cho trước. Chúng ta làm bài bài đơn giản đã nhé. Chúng ta sẽ cho trước dãy dãy số A.
cái số tự nhiên. Thiết lập dãy B bao gồm các cái năm nhuận từ A. Phần này nó rất là giải cả. Ví dụ như là A bằng, ví dụ như là 2020, 2021, 2025, 2030, 2040, ví dụ thế, 2060, ví dụ như nhé, đây là một số cái năm thử nghiệm thôi. Rồi, cái cách làm chúng ta biết rồi, cách làm là giống lúc nãy, chúng ta lại phải tạo ra một cái cái dãy B rỗng, sau chúng ta duyệt những từ của A và chúng ta kiểm tra. Đây là cái bài số 2, là bài 2 tìm các năm nhuận từ dãy cho trước, được chưa? Đấy. Làm đơn giản như sau, tôi là for n đi, n in a. Đấy, tôi kiểm tra. Vì là if làm cái năm nhuận là gì? Năm nhuận là hoặc là n chia hết cho 400 hoặc là đồng thời là n chia hết cho 4 nhưng mà đồng thời là n không chia hết cho 100. Đó. Thì đây thì chúng ta sẽ bổ sung về đây. Ok. Mà thấy không? Thế nên tôi đang dùng cái phần mềm WinRAR này, nó có chức năng là tự động điền. Khi mà tôi gõ chữ append là tự động hiện ra mà ta chỉ enter là được ngay. Chúng ta không cần gõ hết cả cả chữ append vào, nó rất là hay, nó rất nhanh. Cái hay của phần mềm này nó là như vậy. N đấy. Chúng ta sẽ print ra, print B được chưa? Chạy thử nhá. Hai 20 này, 240 và 260 là năm nhuận, là những năm nhuận. Còn năm khác thì không không là năm nhuận. 2030 không không phải là năm nhuận, đúng không? Đấy. Đấy, nhưng mà tôi vừa mới làm một số bài tập để chúng ta có hình dung mà thôi. Còn đối với bài tập, đối với dãy số thì rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Ê ơi, cho em coi bài 1 cái hệ. Em hỏi đi. Ừ. Dạ, cho em coi là bài, cái bài 1 có hiện cái. Em mới lấy lông. Bên đây à? Làm kịp. Dạ dạ, bài 1 em cứ mở bài 1 qua cho em coi cái rồi thầy. Dạ dạ, em cảm ơn thầy. Rồi rồi thầy ơi. Thầy xong chưa? Thầy ơi. Ừ. Dạ dạ, xong rồi thầy. Xong rồi, ok, ừ, thầy nhé. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta sẽ xem tiếp tục một số những cái mở rộng khác nhé. Đây, chúng ta cùng nhau kiểm tra một vài cái này. Rồi, thì như vậy là append chúng ta biết rồi này, clear biết rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lệnh cal, lệnh extend, trước nhất sau ta kiểm tra lệnh cal và lệnh index là những lệnh mà nó không ít dùng thôi nhưng mà cũng rất là hay. Đầu tiên là extend. Extend là như này, extend là cái lệnh mà cho phép chúng ta mở rộng cái dãy đó nhưng mà mở rộng bằng một cái dãy khác. Ở trong Python các bạn chú ý nhá, đây này, a này, a là một cái, tôi biết làm cái a là một cái dãy, ví dụ nhé, a là 1 3 10 không. Thì trong Python cho phép chúng ta là phép cộng hai mảng. Đây a này cộng một cái bảng khác, đây tạo ra là ví dụ là 37 100. Thì như vậy là nó cộng 37 100 vào cuối của cái a kia, cộng vào nhé, ra cái này. Tôi biết nhầm là nó phải là, tôi biết nhầm là dấu nhọn. Được chưa? Đấy, nhẹ cái này nhé.
Chứ tạo ra một phép cộng, nó tạo ra một dãy mới là 1 3 10 0 là a, đây là còn 3 7 100. Như vậy là phép cộng là cộng hai cái hai cái list lại. Nhưng mà chú ý nhé. Khi tôi cộng hai dùng phép cộng bình thường ấy thì nó sẽ tạo ra một đối tượng mới, nhưng a là không, hoặc là không thay đổi, để a vẫn giữ như cũ. Như vậy cái lệnh này này là lệnh nó tạo ra một cái đối tượng mới. Như vậy suy ra là nếu B là một cái mảng khác nhé, 9 này, 10 này nhé, thì A cộng B là tạo ra một cái đối tượng mới, một đối tượng là dãy mới gồm là tổng của hai cái ghép lại của hai cái dãy là dãy A ghép dãy B, hai cái dãy B. Đây là phép cộng nhé. Như phép cộng là phép tạo ra một dãy mới, nhưng mà bị cái phép này AXTEND mà tôi vừa nói đấy, AXTEND B thì nó sẽ bổ sung b vào cuối của a, và a sẽ mở rộng ra. Vậy này lệnh áp dụng vào với a luôn nhé. Lệnh trên này này là nó tạo ra một cái dãy mới và nó bổ sung như thế này, nhưng mà a không thay đổi, a b không thay đổi. Nhưng lệnh này khác, lệnh này là nó nôm na lệnh này là nó bổ sung b vào cuối của a và thay đổi luôn a. Enter này. A không làm. Như vậy cái lệnh là chúng ta chú ý, lệnh extend lệnh là bổ sung một cái dãy khác vào cuối của a, và a cũng thay đổi. Như vậy xem cái gì, như vậy là cái lệnh này nhé, chúng ta chú ý nhé. Lệnh a cộng b là nó tạo ra một cái dãy mới, một cái list mới, dãy mới mới kết quả ra mà a b không thay đổi, a b không thay đổi, không thay đổi nhé. Nhưng mà a extend b thì là như này, là nó bổ sung ngay vào vào a. Như vậy cái này này là nó tương đương với hai lệnh, cái này nó tương đương với hai lệnh sau, tương đương với hai lệnh là như này, là c bằng a cộng b cộng vào đã nhé, sau đó là a bằng c. Đấy, tương đương với lệnh này, như vậy nó thay đổi, nó đưa chính vào a luôn. Đấy, cái lệnh này, này là bổ sung b và cuối của a. Nó mở rộng hơn lệnh append, là chỉ bổ sung một từng phần tử một, còn lệnh extend là bổ sung nhiều phần tử cùng cùng một dãy khác. Thì lệnh a extend b nó tương đương với là đặt c bằng a cộng b và a bằng c. Đấy, và chú ý nhé, đó lệnh extend, lệnh rất là hay. Lệnh tiếp theo là cái lệnh là đếm, lệnh cao này là lệnh đếm, là đếm số phần tử, lọc cùng một số phần tử ở trong a. Tôi lấy ví dụ như là đây, tôi đặt a bằng 1 1 1 3 1 4 1 như vậy nhé. Thì a này cao cao 1 chẳng hạn, thì nó sẽ đếm xem là cái số 1 này lặp lại chỗ a là bao nhiêu lần. Thì cái lệnh mà a cao nó tương đương với lệnh này, cái lệnh nhà mà a này cao. Nhưng bây giờ tôi lấy ví dụ như lệnh khi một thì cái lệnh mà a chấm cao Em cao x thì ơi. Bốn là kiểm tra x thì là hiện cho a bao nhiêu lần, thì cái lệnh này nó tương như sau, nó tương như tương đương là lệnh là đặt cái biến c, đặt cái biến cao, đặt cái biến cao bằng không và for form y for a nhỏ in a, thậm chí tôi dùng lại được a nhỏ in a này, if a mà bằng x thì tôi tăng cao lên một đơn vị, tăng cao lên một đơn đúng không, tăng cao lên một đơn vị đó. Đó thì cái lệnh này, cái chỗ này này, cái lệnh này là nó chính là tính cái biến cao, chính là cái lệnh này. Kiểm tra lệnh cái biến cao này nhé, là nó chính là 4 đấy. Mà đó là lệnh ca, như vậy là ca là một lệnh cũng rất là hay. Lệnh index, là cái lệnh như sau. Lệnh index là cái lệnh là kiểm tra xem một cái giá trị là nằm ở cái ở cái chỉ số nào, cái chỉ số nào đây nhé. A của chúng ta là như thế này, bây giờ muốn kiểm tra xem là số 4 nằm ở chỉ số nào thì ta viết là a chấm index 4. Nó sẽ chỉ ra cái vị trí, cái chỉ số đầu tiên mà gặp giá trị là 4. Đó. Chính là chỉ số 5.
Còn nếu chúng ta mà viết mà đưa ra một cái giá trị mà không có lỗi mà không có trong trình thì máy báo lỗi ngay, bị là 10 chẳng hạn thì máy sẽ báo lỗi. Và đó là cái index nhé. Một cái lệnh này. Bây giờ tôi nói thêm sang một cái lệnh tiếp theo nữa là lệnh pop. Lệnh pop này chúng ta không không dùng đến nha. Ba lệnh là pop, là một reverse là và lệnh sort. Ba lệnh này là lệnh nếu mà dùng khi mà các bạn học lên cao nữa trong cái phần sau lớp 11 thì mình có thể học, còn đây chúng ta không cần học, cần biết nhưng mà cũng cũng nên biết một chút. Lệnh pop là lệnh như sau. Lệnh pop là cái lệnh để nó giống như để nó bắt để nó để nó để nó để nó, để nó thay thế cho cái khi nó biến kia một cái biến một cái dãy A thành như là một ngăn xếp, một cái stack. Thì trong như bạn nhớ trong trong stack, trong ngăn xếp nó có lệnh là pop lấy ra phần tử cuối cùng của A. Thì đây là A đi, A pop thì nó lệnh này chúng ta sẽ trả lại giá trị cuối cùng của A và nó xóa phần tử đi. Vì lệnh này nó sẽ xóa cái số 1 này đi này, xóa số 1 này đi đó, và nó trả lại giá trị là 1. Enter theo sẽ nó trả lại là 1, đồng thời A nó cũng xóa đi luôn, A là nó không còn cái phần tử cuối cùng nữa. Thì tôi A tôi pop một lần nữa nhé, thì nó sẽ pop, nó sẽ lấy ra số 4, để lấy ra số 4 trả về giá trị là 4. Và A nó sẽ tổng quát có là gì, tổng quát có A này pop y là lấy ra phần tử thứ y của A và xóa phần tử thứ y đi. Với lại lệnh pop này là lệnh lấy ra phần tử thứ y đồng thời là gì, đồng thời là xóa cái phần tử thứ y của A. Lệnh pop. Lệnh tiếp theo nữa là cái lệnh này là cái lệnh revert, lệnh này rất hay luôn nhé. Bây giờ A đây nhé, bây giờ tôi muốn đảo ngược lại của A thì dùng cái này, dùng A revert. River đúng không nhỉ, đây đây river đấy, reverse nhé. Cái này nó sẽ tác động luôn A và A nó sẽ ngược lại, nó làm nó thay đổi A, nó sẽ A theo kiểu ngược lại đấy. Đấy. Ở trên này là A là 1 2 1 3 1 thì ở đây nó sẽ là 1 3 1 2 1 2 2 1. A này thì cái là cái lệnh này, thực ra lệnh này chúng ta ít khi dùng và chúng ta ít dùng, mà chúng ta không nên dạy cho học sinh cái này, mà chúng ta nên làm bài tập cho học sinh. Cho trước dãy A, bây giờ tạo ra một dãy B là ngược của A thì làm như nào? Đây, bây giờ làm bài tập luôn cho chúng ta nhé. Đây là bài số 3. Bài tập số 3 là bài chính là cái bài viết bên chương trình để tính làm giống như cái hàm reverse kia nhé. Đây, cho trước. Cho trước dãy A nhé, dãy A. Thì tạo cái dãy B. Tạo cái dãy B là ngược của A. Ngược của A. Ví dụ nhé, ví dụ như là A bằng 1 2 3 4 5 thì B nó sẽ phải là bằng, B nó sẽ phải là 5 5 4 3 2 1. Ví dụ như vậy. Đấy. Tôi làm như nào nhé, tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đấy. A bằng này, A bằng bất kỳ nhé, A bằng 1, 2, 3, 4, 5 đây nhé. Đấy. Tôi làm như sau, tôi làm mà tôi chỉ việc là đi ngược, dùng cái lệnh for mà đi ngược lại thế này thôi nhé. Đây, tôi đặt B bằng cái này. Đấy. Bây giờ for, lệnh for x in a thì luôn đi xuôi, lệnh đó không 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 có không có chức năng đi ngược, nhưng mà cái lệnh là for y in range thì tôi có thể làm ngược được. Đây, cái này là hay, rất hay nhất. Đây for này, for nhé, for này y in range, chúng ta nhớ lại cái hàm range nhé. Hàm range là bắt đầu từ len a thì nó sẽ bắt đầu từ len a từ một, ta bắt đầu ở chỉ số cuối cùng của a và đi ngược về phía trước, đi ngược về phía trước với cái đi ngược đến vị trí không thì dừng lại, thì đến trừ một và xem là trừ một. Đây chính là cái dãy số Lena đúng không? Đấy. Thì đây chính là cái dãy số mà là ngược đây. Cái lệnh là cái chỗ này là nó giống như là lệnh là for
trong Pascal là for i bằng len a down to không. Đây hay là down to đây này hết như vậy nhé. Đấy thì tôi làm như sau. Thì tôi làm như sau, khi tôi cho y chạy ngược trở lại mà tôi chỉ viết là b chấm pen a y thức đưa a y này vào nó sẽ ngược trở lại. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ tôi in ra print print b ra. Bài này là bài tìm dãy ngược nhé, bài 3. Bài 3 là tìm dãy ngược. Tìm dãy ngược. Tôi chạy thử xong đúng không nhé. Chúng ta nhớ là cái đây 5321 đây. Được. Chúng ta nhớ cái chính là đi ngược nhé, đi ngược từ len a trừ 1 về 0, về 0. Còn muốn 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 nó đi ngược trở về 1 thì chỗ này nó phải là 0 này. Đấy. Nhưng mà cái step này luôn luôn là phải là trừ 1 nhé, đó. Nhưng mà cái đây là đây chính là cái mà nó làm mô phỏng lại cái hàm reverse mà tôi nói. Còn một cái hàm nữa mà chúng ta nên biết, tôi cũng cần biết nhưng mà nó làm một cái bài tập rất là hay ở cho học sinh đi cần sắp xếp một dãy số là hàm sort. Hàm sort là cái hàm mà sắp xếp lại dãy a theo thứ tự tăng dần hoặc là giảm dần, mà tôi cứ mô tả cái tăng dần đã nhé, là sort. Đây, ví dụ như này nhé, a đây. A tôi cho những bất kỳ nhé, a đây bằng này 2 này, 1 này, 7 này, 3 này, 10 này, 9 này, 4 đây. Một xếp lại dãy A thì làm như thế nào? Đấy, thì tôi làm như sau, chúng ta là để hàm dùng cho ta dùng hàm sort. Sort. Nó có cái nó có một cái tham số ở reverse mặc định nó là false thì nó là sử dụng thật tăng dần đây. Thì A nó sẽ như thế này. Thêm nó xếp lại tăng dần nhé. Đây là ban đầu của A là như này, A là 2, 1, 7, 3, 10, 9, 4. Sau khi mà sort A thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 đây. Bây giờ một số cho thứ tự giảm dần thì làm như sau. A chấm sort. Sort. Nhé. Sort này. Tôi phải viết cái từ khóa là reverse. Cái này hay khó một tí. Reverse bằng true. Đấy. Thì cái lệnh này này. Lệnh này nó sẽ sắp xếp A thứ tự giảm dần. Thêm cái reverse này. Một cái tham số như thế này, enter thì an sẽ xếp theo tự là giảm dần. Chúng ta những lệnh sort nhé. Lệnh sort này hoàn toàn chúng ta có thể cho sinh làm bài tập. Nhưng mà cái lệnh reverse và lệnh sort là hai cái lệnh mà có sẵn ở trong Python nhưng mà cho sinh mới bắt đầu học thì chúng ta không dạy cho sinh. Ta có thể dạy cho sinh nhưng chúng ta nên cho sinh làm bài tập để làm bài tập mà không cần dùng hàm đó vẫn có thể xếp được. Mình mô tả một cái bài như vậy nhé. Đây, tôi viết đây cho các bạn nhớ này. Nhé. Như vậy bài tập số 4 là cho trước một dãy số bây giờ sắp xếp lại theo tự tăng dần. Nhé. Đây. Bài tập là sắp xếp một cái dãy số theo thứ tự tăng dần. À, A bằng cái này nhé, A đây. A là bằng 2, 1, 9, 19 này. 15 này. 8 này. 20 này. 78 này. 1 này. Không, như thế nhé. Đó. Bây giờ tôi sẽ có thứ tăng dần. Thế đây là một tập rất điển hình rồi. Là nhắc lại các bạn là học sinh trong trình tin học của chúng ta thì lớp 7 học sinh đã học bước đầu học đến kia thuật toán sắp xếp nhưng mà mức độ đơn giản và lớp 7 chỉ sắp xếp trên giấy thôi, bằng tay thôi chứ không không lập trình để sắp xếp một cái dãy nào cả. Lên lớp 10 học Python bình thường, lên lớp 11 là học sinh học sâu hơn về các thuật toán sắp xếp, trong đó có một tập mà tôi vừa nói ở đây. Thì sẽ có rất nhiều cách giải, các nhiều thuật toán khác nhau, nhưng mà bây giờ tôi mô tả cái thuật toán đơn giản nhất là như thế này. Chúng ta làm sao chúng ta vấn đề là
phải là sắp xếp là bất cứ hai phần tử nào mà sắp xếp không đúng ấy thì chúng ta phải sắp xếp lại. Đây, bây giờ như này nhé, bản chất cái sắp xếp là như này, bản chất là như này, bản chất là nếu mà y mà nhỏ hơn g, y mà nhỏ hơn g thì suy ra là ai phải nhỏ hơn bằng ag, thì tất cả như này cả thì nó sẽ rất là đúng đấy. Nhưng mà nếu y nhỏ hơn g nhưng mà là ai lại lớn hơn ag thì suy ra dưới này là ta sắp xếp là không đúng. Thì cái cặp ig mà như này thì người ta gọi là cặp không không đúng, và chúng ta phải tìm tất cả cặp này để chúng ta sẽ hoán đổi lại là xong. Như vậy cái thuật toán bình thường là tìm tất cả cặp ig sao cho là nếu y nhỏ hơn g mà ai lớn hơn ag thì cần đổi chỗ lại, đổi chỗ hai phần tử, đổi chỗ ag và ag là được. Thế đây là cách làm gọi là cách làm tự nhiên là như sau nhé. Đây rất đơn giản, đây đây nhé, chúng ta cần tìm tất cả các ig sao cho y nhỏ hơn g. Chúng ta cần một vòng lặp, cần hai vòng lặp for lồng vào nhau, là for, đây for y in cho y chạy từ không đến làm đến phần tử gần cuối một của a, tức là cho đi bằng bằng len a. Tôi viết này cho nó hợp lý hơn nhé, để viết như này. Tôi viết kèm đây là n bằng len a cho nó dễ dễ viết thôi. A là dãy có n n phần tử, thì cho y chạy từ y for y in range n trừ một, tức là từ không đến n trừ hai, tức là không có chạy hết a, chạy đến phần tử gần cuối của a. Sau đó xuống dòng, sau là for g in range, range cái gì, y chạy từ y cộng một, tức là y luôn luôn phải lớn y đến n. Đấy, hai vòng lặp đồng nhau như thế này. Sau đó kiểm tra if mà lớn hơn ag. Đấy, như vậy này, cặp cặp ig này là không, cặp ig mà có ai lớn hơn ag như này thì là có thể là sai đúng không? Ta phải đổi chỗ lại. Thì các bạn rồi qua tôi nói rồi là muốn đổi chỗ hai phần tử của trong pattern chúng ta chỉ dùng lệnh này thôi. Ai phẩy ag bằng ag phẩy ag, mệnh lệnh này viết rất là ngắn luôn đó, được chưa? Thì đây chính là cái lệnh mà sắp xếp là dãy a theo thứ tăng dần theo một thuật toán đơn giản nhất, thuật toán gọi là thuật toán tự nhiên. Đấy. Ở trong phòng máy tính thì nó có dùng cái từ là thuật toán trâu bò đó, là thuật toán rất tự nhiên mà ai cũng nghĩ được. Thì đây là cách làm của thuật toán trâu bò đơn giản nhất ai cũng làm được để sắp xếp dãy a theo thứ tăng dần. Bây giờ chúng ta sẽ print a ra xem đúng không nhé. Đó, bây giờ tôi bài 4 là sắp xếp dãy, được chưa? Đó, chúng ta chạy thử nhé, chạy trừ một là không, một hai tám mười lăm mười chín hai mươi, chính xác. Cái số này là đang làm chính xác nhé. Đó. Như vậy đây là chính là một cái bài tập đơn giản nhưng mà mô phỏng chính cái thuật toán là sort ở trong Python có sẵn là thuật toán là sort. Mà tôi nói thêm một chút nhé, thuật toán mà chúng ta làm đây thuật toán là gọi thuật toán đơn giản trâu bò, và như vậy nó không tối ưu, nên là nó rất là chậm, rất là chậm. Còn thuật toán mà Python nó làm cho chúng ta thì nó cực kỳ tối ưu, cho cái này là rất là nhanh. Thì cái này là đây là những chuyên đề liên quan đến sâu hơn về 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 tin học, thì có thời gian tôi sẽ nhắc lại đây. Còn nơi chúng ta đây là lớp cơ bản thì tôi không không ngoài lại không 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 nói sâu ở đây. Như vậy chúng ta vừa mới làm quen với một loạt những cái thuộc những cái như gọi là những cái gì, những cái phương thức của Python, của list. Append là một này, clear là hai này, count này, extend này. Count là đếm số xuất hiện của một phần tử ở trong dãy, extend là mở rộng bổ sung vào cuối của một cái dãy, một dãy con khác, một dãy khác. Index là tìm ra cái chỉ số của một phần tử. Insert là chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ. Lệnh pop là lấy ra phần tử của
của dãy, lệnh remove là xóa một từ có giá trị cho trước của dãy, lệnh reverse là sắp xếp ngược 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 lại, còn sort là sắp xếp một dãy theo thứ tăng dần hoặc là giảm dần nhé. Như vậy là chúng ta đã biết gần hết trừ lệnh copy. Lệnh copy tôi sẽ nói sau cùng, lệnh copy là lệnh khó nhất tôi sẽ nói sau, copy thì phải sang vài buổi nữa mới mới nói được đó. Như vậy là tới giờ phút này là chúng ta có thể làm được rất nhiều bài tập ở trên cái dãy rồi. Thì sau đây thì hôm nay tôi sẽ nghỉ ở đây nhé, và tôi sẽ cho các bạn bài tập và các bạn sẽ làm ở trên lớp nhé. Tôi sẽ đưa các bạn một danh sách các bài tập mà nó chỉ liên quan đến số, liên quan đến dãy thôi, chúng ta sẽ làm. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhá. Có gì không hiểu thì các bạn trao đổi ở trên nhóm, nhưng mà trên nhóm chúng ta có thể im lặng, có gì không hiểu các bạn cứ trao đổi với nhau ở trên nhóm nhé. Lần nữa tôi sẽ đưa các bạn các bài tập mà liên quan đến đến dãy trước nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng ạ, chào thầy ạ. Vâng, em rồi ạ. Có hiểu không? Có đeo nhanh không Dạ nào? Nhanh không? Chào thầy thầy ạ. ơi. Dạ, Có nhanh cảm không? ơn thầy. Dạ không. Ok, thế nhé. Vâng, em chào Chào thầy. các bạn. Em chào thầy ạ.